góc nhỏ bên đời. Xin hân hạnh giới thiệu Xóm Chùa của Alan Bảo Phán qua giọng đọc Huyền Tôn Nữ Bảo Bình. Xóm Chùa, truyện ngắn của Alan Bảo Phán, chương 2. Quán phở đầu xóm chùa, đường Đinh Tiên Hoàng, chiều nay thật đông khách. Hòa đứng chân chân với đám thực khách chờ đến lượt mình. Nó nhìn khói bốc nghi ngút từ những tô phở nóng hổi. Bụng thì cứ sôi lên, miệng thì cứ luôn liếm nước bọt. Tô phở đối với nó là một cái gì cao sang, thượng hạng, xa xí phẩm. Bà chủ quán mập mạp, béo tròn, múc đầy nước phở vào tô, nhìn Hòa thương hại. Nè, hôm nay bác cho thêm 2 muỗng đó. Hòa mừng rỡ rối rít. Dạ, con cảm ơn. Nói xong, nó cầm lấy lon đựng nước phở, cẩn thận đặt vào túi xách, rồi sung sướng bước về nhà. Nồi cơm độn khoai sắn bo bo, lẫn lộn với cám, được chia thành 4 phần bằng nhau. Anh em Hòa chậm rãi trang từng muỗng nước phở, hòa lẫn với nước mắm vào trong chén. Chỉ thoáng chốc, nồi cơm lẫn nước phở đã được dọn sạch sành sành. Hòa vừa liếm mép, vừa xoa nhẹ cái bụng chưa no lưng lửng của tuổi đang lớn. Nó lấy chiếc muỗng cà phê cào sạch những hạt cơm còn dính trong nồi. Trộn cơm cạo với vài giọt nước mắm còn dính lại, Hòa đưa nhanh vào mồm. Ăn xong miếng cuối cùng, thằng Hòa vẫn còn đói lắm. Nó rụt rè hỏi mẹ nó. Còn cơm không mẹ? Mẹ nó lắc đầu thở dài. Hết rồi con ơi, ngày mai đầu tháng nhà nước mới phát. Hòa im lặng không nói gì. Nó mong cho hôm nay qua thật nhanh để sáng sớm rủ 2 anh em thằng Nam con Hiền ra trụ sở phường sắp hàng lãnh nhu yếu phẩm và lương thực. Cơm nước xong, Hòa lùa đám gà tre vào chuồng. Bầy gà hơn 10 con lăng xăng cục ta cục tác là niềm vui của nó. Con gà trống mồng dâu cựa dài vừa dùng để đạp mái vừa dùng để đem đá chọi. Hòa nhốt riêng nó vào một lồng. Nó vừa mân mê ngồi chuốt cửa, vừa mênh mang nghĩ đến những pha đá gà độ sắp tới. Tiếng gọi giật ngoài cửa làm Hòa giật mình. Này, có ai ở nhà không đấy? Hòa ngừng làm việc rồi nhìn ra cổng. Nó hơi chau mày. Có bà ngoại ở nhà, chú Tánh. Chú Tánh, công an khu vực có cái giọng đục đục khàn khàn, nửa Quảng Trị, nửa Quảng Nam thật khó nghe. Cứ mỗi chiều tối vào giờ cơm là chú lò mò tới. Cái hàm răng vẩu, vàng khè, ám khói thuốc lào, lâu lâu cứ nhe ra là nỗi ám ảnh của bọn trẻ xóm chùa. Hòa thừa biết chú Tánh, ngoài cái cớ phụ ghé thăm ăn cơm chùa, cái cớ chính là chú muốn dê mấy chị em họ của nó. Nó kêu lớn. Ngoại ơi, có chú Tánh, công an khu vực tới. Mấy chị em họ của Hòa đang ngồi giặt đồ ngoài sân, vội vã chạy vào phòng đóng cửa. Chị Diệp, chị họ của Hòa đẹp nổi tiếng hoa khôi ở cả vùng này. Công an, bộ đội, dân phòng, quận phường cứ nườm nượp mượn cớ ghé thăm tán tỉnh. Biết Hòa hay ngồi trước cổng, chị Diệp nhiều lần đã dặn nó. Hòa, khi nào có mấy thằng công an bộ đội tới thì nhớ báo cho chị biết. Thằng Hòa nhiều lúc bực mình, nó hỏi lại. Sao chị không nói thẳng với nó?
đâu được, nó là công an. Hòa im lặng, nó hiểu rằng đối với nhân dân, công an là cái gì lớn lắm, có uy lắm, không thể cãi lời họ được. Nhiều lúc chú Tánh ăn cơm xong, cứ ngồi lê la tán chuyện với mấy bà chị họ mãi đến khuya mà chưa chịu về, đến nỗi bà ngoại Hòa phải đuổi khéo. Thôi, gần giới nghiêm rồi chú. Chú Tánh về đi, mai đi công tác sớm. Thế mà lần nào cũng vậy, gã công an khu vực vẫn trơ trơ ngồi lì quá nửa đêm. Ngôi nhà gạch mái ngói của ông bà ngoại xây thành nhiều phòng nhỏ theo chiều dọc. Mỗi phòng là một gia đình. Ngoài bốn gian lớn nhất do ngoại, các dì và gia đình Hòa ở, các phòng còn lại thì cho thuê. Chung quanh nhà trồng các loại cây ăn trái đủ loại. Tiền thuê hàng tháng là lợi tức chính cho ông bà ngoại. Ngồi trên nóc nhà bếp vừa chấm những miếng xoài với bịch muối tiêu, Hòa khoan khoái nhìn chung quanh. Giữa trưa hè oi bức, cả xóm trên dường như trốn cả vào trong. Thỉnh thoảng một vài đứa học sinh về muộn đi thật nhanh vào hẻm. Cây xoài nhà ngoại nổi tiếng ngon và sai trái cả vùng. Thằng Hòa phải nghiên cứu thật kỹ hơn tuần nay để có dịp leo lên hái khi bà ngoại nó đã ngủ trưa. Nó đang rón rén bước nhẹ lên ván tôn, đưa tay bẻ những quả xoài chín mọng nằm phía ngoài. Bỗng nghe cái phộp, tiếng con gái kêu lên, "Ấy da!" Hòa nhìn xuống đường hẻm nơi quả xoài vừa mới rụng. Con Linh học cùng trường đi học về đang xoa đầu ngẩng lên nhìn. Trái xoài vừa to vừa nặng, rớt trúng đầu chắc là đau lắm. Con nhỏ vừa ôm đầu vừa khóc. Hòa sợ hãi rối rít. Xin lỗi, tự nhiên nó rớt, chứ tôi không cố ý. Con Linh vừa ôm đầu vừa khóc to lên. Hòa nhanh chóng tuột xuống, chạy nhanh vào nhà lấy vội chai dầu cù là. Nó xoa dầu ào ào lên đầu con nhỏ. Một lát sau, Linh ngưng khóc. Con nhỏ lượm ngay trái xoài vàng chín vừa rơi trên đầu nó, giọng tỉnh bơ. Cho lên trái này nha. Thằng Hòa ngạc nhiên. Nó không hiểu tại sao con Linh mới khóc mà lại cười nhanh vậy. Ừ, lấy đi. Muốn ăn nữa không? Để tôi hái thêm. Con Linh không trả lời, nó hỏi. Có muối không? Hòa phì cười. Vậy thôi, vô đây ăn luôn đi. Nhìn con Linh ngồi nhai những miếng xoài ngon lành dưới tàn cây vú sữa trước nhà, Hòa cảm thấy vui vui. Nó quen thân con Linh qua bài vở, mượn sách và những buổi lãnh thưởng chung trong trường. Gia đình Linh nằm ngay giữa xóm chùa, bao gồm bốn chị em, không chơi với ai trong xóm. Ông hai, ba nó cấm tuyệt các con giao du với bọn trẻ xóm chùa. Thằng Hòa là ngoại lệ duy nhất được chơi với Linh. Nuốt vội miếng xoài, Hòa tò mò hỏi con Linh. Ủa, sao ba Linh cho Linh chơi với tôi vậy? Con Linh đưa tay vén mái tóc, nhoẻn miệng cười. Chắc tại Hòa siêng học. Hai đứa trạc tuổi nhau cùng học lớp 10. Khác với những đứa con gái cùng tuổi, con Linh cao nhòng, ốm nhom, thân hình tuổi dậy thì chưa phát triển. Khuôn mặt con Linh xinh xắn, đôi mắt thông minh, láo lĩnh, nam tính. Có lẽ điều này làm con Linh khác hẳn với các bạn gái cùng trang lứa. Thằng Hòa chạy vào nhà bưng một ly nước và ngồi bệt xuống thềm. Nó đưa ly nước cho con Linh. Uống nước đi. Ủa sao hôm nay đi học về trễ vậy? Ồ, tôi ở lại hỏi bài. Thằng Hòa nhìn con Linh tò mò rồi đột ngột chuyển hướng. Sao hồi nãy đang khóc hu hu mà cười nhanh vậy? Con Linh một thoáng bẽn lẽn, đôi má chợt ửng đỏ nhìn xuống. Hòa theo dõi dáng điệu của con Linh. Lần đầu tiên nó thấy con Linh mắc cỡ. Nó thấy con Linh có cái gì ngộ ngộ mà nó rất thích, khác hẳn cảm giác nói chuyện với mấy đứa con gái khác. Một giọng la lên thật lớn bên ngoài sân làm Hòa giật mình. Ô, tên nha, hai anh chị ăn xoài tâm tình dưới gốc cây vú sữa nha. Thằng Cường đi đâu về, ngồi trên xe đạp ngừng ngay trước cổng nhà, nhìn vào nha răng cười. Con Linh bối rối đứng lên, cầm cặp táp bước thật nhanh.
ơi Linh về. Đi ngang thằng Cường, nó lườm rồi nói nhanh. Đừng có nói bậy. Thằng Hòa tỉnh bơ rồi nhai xoài tiếp, nhìn thằng Cường hỏi. Mày đi đâu về đó, ăn xoài không? Cường thản nhiên dẫn xe đạp vào sân, rồi ngồi xuống bóc miếng xoài bỏ ngay vào mồm. Nó vừa cười nhìn Hòa. Nhà có xoài cũng lợi hả? Con gái nó thích xoài. Thằng Hòa gật gù tỏ vẻ tán thành. Hay là bữa nào tao cho mày mấy trái, mày đem qua cho con Lan. Nó đâu có thích tao, nó thích mày, thằng lớn tuổi thôi. Thằng Cường vừa nhai miếng xoài, vừa lấy tay chùi miệng. Con Linh coi được đó, học giỏi, xinh xắn. Chỉ tội người gì mà thẳng băng, con gái 16-17 tuổi mà không có ngực. Thằng Hòa nhìn thằng Cường rồi trầm ngâm. Chắc từ từ nó mới có, ai như con Lan ngực to đùng. Rồi không đợi Cường trả lời, Hòa nhíu mày. Chắc mày thích mấy đứa con gái ngực to hả? Thằng Cường chưa kịp trả lời thì tiếng chị Thúy, chị thằng Cường vang lên từ nhà nó. Cường ơi, mày đâu rồi? Thằng Cường lào bào đứng dậy. Mới đi một tí là réo. Chị Thúy từ bên kia nhìn sang sân hỏi. Thế mày mua rau muống chưa? Bố mẹ hôm nay đi làm về sớm đấy. Thằng Cường tay cầm bó rau muống, dắt xe vào nhà, nhìn chị Thúy nhăn nhó. Ngày nào cũng ăn rau muống, hết rau muống xào, lại rau muống luộc. Chị Thúy không nói không rằng, đóng cổng lại rồi trừng mắt nhìn thằng Cường. Tao nấu cho mày ăn là may rồi, muốn ăn món khác thì mày đi nấu đi. Bên sân này, thằng Hòa dọn dẹp vỏ xoài rồi treo võng nằm đong đưa lim dim giữa hai cây vú sữa. Nó nhắm mắt cười một mình khi nhớ lại khuôn mặt vừa cười vừa khóc của con Linh. Tiếng bà ngoại nó lanh lảnh giữa trưa hè. Đứa nào hết mấy trái xoài chín rồi? Tiếng thằng Bi, em út của thằng Hòa vang lên. Hồi nãy con thấy anh Hòa ngồi ăn xoài với bạn. Thằng Hòa vừa nghe tới đó, nó nhảy vụt khỏi chiếc võng, lượm đôi dép rồi mở cổng, chạy thẳng ra đường, hướng về xóm chùa. Vừa mệt, vừa buồn ngủ, Hòa chạy chung vào chánh điện của chùa rồi nằm vật sau bức tượng Phật. Tiếng ê a tụng kinh, chen lẫn tiếng lóc cóc gõ mõ của bà Tám giao phai, nhanh chóng đưa thằng Hòa vào giấc ngủ. Còn chó bông nhà chùa nhìn thằng Hòa ngủ say sưa, gầm gừ sủa ăn ẵn. Ngoài hẻm xóm, bà gánh hàng rong chè đậu đỏ, cất tiếng rau ngọt như mía lùi. Ai ăn chè không? Chè đậu đỏ bánh lọt vừa ngon vừa mát đây. Ai ăn chè không? Ai ăn chè không? Chè đậu đỏ bánh lọt vừa ngon vừa mát đây. Cái chất giọng ngân vang trầm bổng đó đã làm sao động cái không gian êm ả giữa trưa hè, như có chút gì bâng khuâng, xao xuyến. Tiếng rao gợi lên một miền ký ức tuổi thơ và một tình quê êm ả, âm điệu duyên dáng, mượt mà, văng vẳng từ đầu thôn đến cuối xóm.